Chào tất cả mọi người, cảm ơn mọi người đã cùng bớt chút thời gian quay trở lại với kênh An Thái Auto. Video ngày hôm nay em đang giới thiệu tới anh em một sản phẩm, đó chính là lốc điều hòa của Mitsubishi Zinger 2013 bản máy xăng. Với cái dòng Zinger này thì nó sẽ có bản máy xăng và máy dầu. Đặc điểm khác biệt của nó sẽ là cái buli. Về máy xăng của nó sẽ chạy bản 40k, còn máy dầu của nó sẽ chạy bản A. Lốc được bắt vào với lốc máy qua 4 chân. Bốn chân đó chính là bốn chân bắt vào lốc máy, hai chân trên và hai chân dưới. Đây, buli là chạy bản 4BK, anh em có thể nhìn thấy 1 2 3 ba rãnh nổi là 4BK này. Lốc được lắp ghép với nhau vào bởi hai phần thân, một phần thân dưới, một phần thân trên. Đây, qua phần ốc lục giác này xuyên qua thân. Và đây là cái đờ bích để chúng ta bắt vào lốc này, bích đường hồi, đây là bích đường cao. Đấy ạ. Anh em cùng xem nhé. Đó, đây là cái ốc để chúng ta xả bỏ dầu để kiểm tra này. Đấy, chính là cái à xin lỗi, cái đấy là cái van van để bảo vệ áp suất của cái lốc. Đó. Cảm ơn mọi người đã cùng bớt chút thời gian xem video của em. Anh em quan tâm tìm hiểu tư vấn về sản phẩm thì hãy nhấc máy lên liên hệ với em theo số 0769086333. Cảm ơn mọi người. Hẹn gặp lại mọi người trong những video kế tiếp. Em xin chào.